2, 3. Nhìn chỗ này, cái này có cái khe nè. Nổi lên. Bên kia lòng tương tự. Rồi để lắp lại á. Lắp lại á thì cái nút này nè. Đây nó có cái xe nhỏ, đây nó có cái nút nè. Thì cái xe nhỏ này nó sẽ nằm ở trong cái chỗ này. Nút này. Xe chỗ này. Cái lông đền này có lông đền dài trong, các bạn xây tới xây lui cái nó nằm nó dung là được, bắn ốc lại thôi. Đây là công đoạn yếu tim nhất cho mấy bạn, gắn cái lắp này vô nè. Hơi căng nha các bạn. Trong đó kịch ngay kịch cây mà nó hơi đau tim nha, làm không cẩn thận thì coi chừng nó gãy. Chắc EGB có bán cái cục này không, vài sự